Warrior. Hello everyone, it's me again Helen. So good to see you again and welcome back to my lesson. Xin chào mọi người, là mình Helen đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một phần ngữ pháp rất chi là thú vị, đó là comparative adjectives, tính từ so sánh hơn. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là tính từ so sánh hơn là những tính từ như thế nào. Tính từ so sánh hơn là những tính từ mà chúng ta sử dụng để so sánh cái này hơn cái kia. Ví dụ như là cô gái này đẹp hơn cô gái kia, anh chàng này lớn hơn anh chàng kia, hoặc là cái quyển sách này hay hơn quyển sách kia, vân vân. Và chúng ta sẽ có hai dạng tính từ so sánh hơn, đó là tính từ ngắn và tính từ dài. Tính từ ngắn là những tính từ mà chỉ có một phần. Khi mà chúng ta chuyển nó sang dạng tính từ so sánh hơn thì chúng ta sẽ thêm túi er ở đằng sau. Ví dụ như là từ old, khi chuyển sang tính từ so sánh hơn nó sẽ thành older. Ví dụ như trong câu Is your sister older than you? Và khi chúng ta so sánh với một đối tượng khác thì chúng ta sẽ thêm than ở đằng sau tính từ. Tiếp đến là những tính từ dài. Những tính từ dài là những tính từ mà từ hai phần trở lên. Và những tính từ này chúng ta sẽ không thêm đuôi er mà chúng ta sẽ thêm more đằng trước tính từ. Và để so sánh với một thứ khác thì chúng ta sẽ thêm than đằng sau. Ví dụ như là từ famous, khi chuyển thành tính từ so sánh hơn nó sẽ thành more famous. Expensive sẽ trở thành more expensive. Và ví dụ như trong câu Female mosquitoes are more dangerous than males. Và ngoài ra thì chúng ta còn có bốn trường hợp đặc biệt khác. Đó là những cái tính từ mà kết thúc là một nguyên âm cộng một phụ âm thì chúng ta sẽ gấp đôi cái phụ âm cuối lên và thêm đuôi er. Ví dụ như chữ big sẽ trở thành bigger, hot sẽ trở thành hotter. Và chúng ta cùng nhau xem cái ví dụ này ha. Buckingham Palace is bigger than the White House. Tiếp đến là những cái từ mà tận cùng là chữ y dài, từ y. Chúng ta sẽ bỏ chữ y dài đấy đi và thêm đuôi ier. Ví dụ như dry sẽ trở thành drier. Tính từ hai phần kết thúc là chữ y dài thì chúng ta cũng sẽ bỏ chữ y dài đi và thêm đuôi ier. Ví dụ như từ healthy, khi mà nó ở dạng tính từ so sánh hơn nó sẽ là healthier. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái tính từ so sánh hơn mà ở dạng bất quy tắc, có nghĩa là chúng ta buộc phải học thuộc những cái từ này khi mà chúng ta muốn so sánh hơn. Ví dụ như là từ good sẽ thành better, bad sẽ thành worse, far sẽ thành further. Ví dụ như là my new job is better than my old one. The traffic is always worse in the evening. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập ở trang 141 ha. Ở phần này chúng ta có hai bài tập là bài tập A và bài tập B. Bài tập A thì người ta yêu cầu chúng ta sẽ chia những cái tính từ bình thường này sang dạng tính từ so sánh hơn. Và ở phần B thì chúng ta sẽ hoàn thành câu với một tính từ so sánh hơn ở trong ngoặc với than. Rồi chúng ta sẽ sửa ha. A, number one, hang. Đây là một tính từ ngắn, nó chỉ có một phần và chúng ta sẽ thêm đuôi er khi nó ở tính từ so sánh hơn. Nó sẽ thành higher. Two, dirty. Đây là tính từ một phần kết thúc là chữ y dài, chúng ta sẽ bỏ chữ y dài đi và thêm đuôi ier. Nó sẽ trở thành dirtier. Number three, dangerous. Dangerous là tính từ dài, tính từ hai phần trở lên. Chúng ta sẽ thêm more đằng trước tính từ khi nó ở dạng tính từ so sánh hơn. More dangerous. Four, good. Từ good này khi ở dạng tính từ so sánh hơn, nó sẽ trở thành better. Đây là tính từ bất quy tắc. 5. Teen sẽ trở thành teener. 6. Slow sẽ trở thành slower. 7. Healthy. Đây là tính từ hai phần, kết thúc là chữ y dài. Chúng ta sẽ bỏ chữ y dài đi và thêm đuôi ier. Nó sẽ trở thành healthier. 8. Far sẽ trở thành further. 9. Comfortable sẽ trở thành more comfortable. Và cuối cùng, 10, bad sẽ thành worse. Ok, và giờ là phần B. Chúng ta sẽ hoàn thành câu với một tính từ so sánh hơn cộng với than dựa trên những cái tính từ người ta cho ở trong ngoặc. Number 1, đáp án của chúng ta là The market is cheaper than the supermarket for vegetables. Number 2, Italian is easier for Spanish students than it is for English students. Number 3, it rains a lot in the spring. April is wetter than July. 4, this restaurant is busier than when it first opened. 5, come in the summer, the weather is better than in the spring. Number 6, I love science. I find it more interesting than history. Number 7, Milan further from the sea than Rome. 8. I'm shorter than my brother. He's very tall. 9.
The situation is worse than it was last year. And 10, skiing is more difficult than I thought it was. Ok, và thế là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong phần ngữ pháp về tính từ so sánh hơn. Các bạn có thấy nó thú vị không nào? Ở phần này mình muốn các bạn sẽ coi lại cho mình về những tính từ so sánh hơn, và đặc biệt là những cái trường hợp mà chúng ta sẽ chia những cái tính từ bình thường sang tính từ so sánh hơn. Và thank you for listening. Have a good day. Goodbye.